cặp ô mã mái được hơn 2 tháng. Gà nhà đúc ra. Bố mẹ thì là mã mái đấy, nhưng mà không biết đời đời trước của bố mẹ nó là gì. Gà đúc ra không thể theo gen bố mẹ 100% được, có khi nó còn theo cả đời ông đời cụ đời kỵ nữa. Có khi cụ tổ nó còn lên mâm từ đời nào rồi, giờ nó còn theo gen. Anh em nuôi gà thì cứ đến tầm này là mình chuyển sang cho ăn thóc là vừa, không cho ăn cám nữa. Cứ tầm hơn 2 tháng là cho ăn thóc. Bớt mới đầu nó ăn chưa quen ấy thì mình cho cả cám lẫn thóc vào. Rồi dần dần bớt dần cám đi là nó chỉ ăn thóc không. Đó, con bố thì đen tuyền mà gà con da lại phớt phớt trắng, bố mẹ đen tuyền, mẹ thì có tí dâu. Khéo lại đẻ con ra lại thành chuối theo gen ông bà với lại cụ kỵ, không biết mấy nữa lớn lên nó có bay hết cái màu trắng cái gì không. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh giúp. Nếu mà có gà chia thì em sẽ thông báo. Hiện tại thì nhà còn ít gà quá, không bỏ để chia. Để làm video cho anh em ngắm ấy. Ít bữa nữa thì có thời gian thì em dọn cái chuồng, hai cái chuồng lợn ở bên dưới sân đi để cho bãi nó rộng, lúc đấy nhân đàn nên có gà con để chia cho anh em. Zalo em để dưới phần mô tả, anh em kết bạn Zalo
mình giao lưu nhé. Thường thường những con mã kim ấy thì tầm này nó đã bắn mã rồi.